Nơi nghỉ cuối cùng dành cho những ai không có điều kiện chôn cất cũng như là gia đình có người thân qua đời, có nguyện vọng mong muốn đưa người thân đến nơi này để yên nghỉ. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay ông gia đình của ông cụ Nguyễn Văn The đã có nguyện vọng đưa người qua đời đến điểm Hội Chữ Thập Đỏ xin nơi yên nghỉ cuối cùng để cho ông có nơi yên nghỉ. Thì ngày hôm nay trước khi bắt đầu cái nghi thức thì xin tất cả mọi người hãy dành một phút mặc niệm để dành cho ông. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta tiến hành nghi thức an táng cho ông. Xin mời ông Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ chủ trì buổi lễ cho hôm nay. Kính thưa linh mục, kính thưa sư thầy, kính thưa tất cả bà con cô bác trong cái thân nhân và đã đi đưa xác cho xe này đến nơi ăn cuối cùng. Thì trước khi hình thành thì là đây là linh mục mới kết hợp với là chủ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim gây dựng một cái đất thanh của là Hội Thập Đỏ xã Vĩnh Kim chúng ta, là một cái tình yêu thương để cho tất cả những ai không phân biệt dân tộc tôn giáo, ai có hoàn cảnh khó khăn mà muốn nhu cầu đến nơi nằm nơi cái địa phận này thì cứ vẫn là Hội Đỏ và linh mục vẫn là đón tay giơ tay đón nhận đi tất cả những người qua đời xuống đây nằm nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là cái điểm trước. Thì phải nói thật sự mà nói thì Hội Thập Đỏ chúng ta từ trước tới giờ là coi như là chưa được dùng khả năng mà để một cái nơi an nghỉ cuối cùng như thế.
cũng là để kết hợp với linh mục đây để nằm. Thì cái điểm này như là mình nói thì nó vẫn là trường tồn mãi mãi, những ai là có cái nhu cầu thì vẫn nằm tiếp tục tới luôn. Đây là điểm hội chợ chúng ta sẽ kiểm tra nơi cuối cùng, đó là một câu là khẳng định là giữa phối hợp giữa là linh mục Nguyễn Tường thì báo bà con. Và thật sự mà nói thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà được cái chọn thành lập cái điểm, mà được nay là cái ông Nguyễn Văn The đến đây lần đầu tiên đến nằm đây, đó là một sự cũng là thấy là một cái sự là rất là buồn, nhưng mà đó là thật sự mà nói cũng là do gia đình cũng rất mừng, bởi vì không có đang nghĩ, thật sự nói thì không có biết nơi nào để nằm, thì chính giữa trong đó cũng có cái tình yêu thương để là khi nghe được gia đình mà báo là không có nơi ăn nghỉ thì chỗ đỏ cũng liên tục là coi như là vừa cho hàng vừa để nói đây có chỗ năn nỉ. Thì chính vì thế mà gia đình rất là xúc động và vui mừng. Vui mừng là gì? Vui mừng là để được cái ông cha là cha chúng tôi là hoặc là ông cháu vừa được nơi nằm, một cái nơi ấm cúng, nơi là trang nghiêm để nằm cho nó hoàn hảo trong cái ngày là ra đi. Thì chính vì thế thì tất cả luôn cả báo tôi cứ nằm đây thôi, chỉ là trong này chúng thấy là chăm sóc là khâu chăm sóc là chú đáo đến ngày mà tạ mộ từ gia đình. Gia đình thắng thì đó, thì đây thì chúng ta cũng nhân dịp là cái năm cuối theo thì tôi cũng thay mặt phong hành hội chủ đại sanh kim cũng chân thành cảm ơn là trước là linh mục sau nữa các nhà tài trợ để bỏ công sức là vận động tiền bạc từ nước ngoài về đây để thành lập một cái đất thánh là nơi nghỉ cuối cùng cho tất cả bà con, những người là không có nơi an nghỉ mà đến đây, thì rất là trân trọng cảm ơn. Cũng rất mong sao là trước là linh mục sau là các nhà tài trợ cũng quan tâm đến để hỗ trợ là gửi về là vật chất và tiếp tục để lo những cái người thân không có nơi an nghỉ, tiếp tục làm những cái quyệt và những cái ngôi mộ để lo tất cả những ai muốn nhu cầu. Thì cái đó là rất mong sự là giúp đỡ của là các nhà từ thiện trong và ngoài nước là rất là trân trọng. Sau cùng thì cũng trước là kính chúc linh mục và sư thầy và các nhà hảo tâm từ thiện ở nước ngoài cũng là nhiều sức khỏe để có cái công là đóng góp về đây đang lo cái ngôi mộ đây, và tất cả bà con là trong cái thân nhân cũng là được là vui lòng cha chúng ta đã dính suối sau cùng. Tôi cũng là cầu nguyện cho vong linh của anh The, đây là một cái điểm nằm để cho là nơi ăn nghỉ nó cũng là tỏa sáng chu đáo và khô ráo. Chúc mừng sau cùng là cũng cầu nguyện trên nước là các đất thiên liêng là đất nước ông bà ở đây phù hộ cho anh được vong linh được siêu thoát, rồi xin hết. Cảm ơn ông. Tiếp theo xin mời ông chi hội lớn đại diện chính quyền địa phương cũng như là người quản lý đất thánh nơi nghỉ cuối cùng dành những lời tiếp nhận ông Nguyễn Văn The đến nơi nghỉ cuối cùng. Ăn nhân của ông Nguyễn Văn The, tôi cũng có đôi lời nói với ông The nhà ra đi. Ông Nguyễn Văn The đã qua đời khi Phật tỏ hết trình quán, sẵn sàng tiếp nhận cho ông có năng ăn nghỉ cuối cùng, cũng làm mở mồ cho ông cái đàng hoàng như nhau. Cũng cầu xin ăn Chúa trời Phật đến ông dường nước trên đàng hiểu suốt sau này. Cảm ơn ông chi hội trưởng. Mời ông quản nhiệm điểm hội chữ thập đỏ dành những lời chân tình đến với ông Nguyễn Văn The. Xin đưa ông đến đây cùng chào cho bây giờ. Hôm nay hội thập đỏ chúng tôi là ấp Bình Lớn thành lập một cái nơi đất khách đây để cho những người không có nơi nghỉ cuối cùng. Thì hôm nay Chúa cũng cho con tỏ sáng ra nơi này là nơi đất thánh chung, cho nên là các người không có là nơi đâu có cách thì có trở về đây chúng tôi sẽ đón nhận. Thì hôm nay thì cũng là thay mặt là ban quản nhiệm để mà nói với gia đình của ông The cũng là an tâm ông sẽ về nơi đây nghỉ cuối cùng, thì ông cũng chắc phù hộ cho nơi này và cho gia đình của ông. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là cảm ơn cha tôi rất nhiều và
để thành lập một cái nơi này là để cho những người không có nơi ăn nghỉ thì hôm nay có hành động này của những cái khúc này. Chính vì vậy mà ngày hôm nay gia đình của ông Nguyễn Văn Thê theo tôn giáo Phật giáo có mời sư thầy đến đây làm lễ nhập khổ cho ông. Chính vì vậy xin mời sư thầy ở Phước Thanh có đôi lời phát biểu ý kiến. Tới và cảm ơn nhà đất thánh đã tài trợ cho tổ an nghỉ cho ông vì gia đình khó khăn. Hôm nay thầy lại tới đây để làm lễ nhập khổ, không biết nói gì chúc ông về nơi chích suối an lạc và được an tâm bệnh không được thân tâm khỏe khoắn là nhẹ nhàng đến suối. Cảm ơn thầy rất nhiều. Bây giờ xin mời một đại diện gia đình có lời phát biểu với cha Phêrô và hội chữ thập đỏ ạ. Đứng đây. Cảm ơn thầy. Anh lên nói đi rồi anh nói đó. Dạ. Nói về đi đó. Không được. Không có chuẩn bị gì ở đây mình nên là chờ để ngôn bất sức lại hơn. Rồi. Bây giờ được cái sự đồng ý của gia đình cho tôi làm đại diện cho bên cái gia đình đăng quyết hôm nay thì tôi xin thay lời cho gia đình. Trước hết là xin cảm ơn cha Phêrô và sư thầy, tất cả anh em trong hội chú thập đỏ và tất cả bà con đưa đón linh cữu tới đây. Thì được cái nơi mà nhà thờ hội chú thập đỏ đã lo cho cái linh cữu Quân Khe được là yên ổn như thế này thì cao quý nhất là gia đình chúng tôi xin thành thật ghi nhớ công ơn và cũng không biết nói gì hơn là xin kính chúc cha Phêrô và đức thầy và tất cả anh em hội chữ thập đỏ được dồi dào sức khỏe và lo cho những người còn lại sau này. Xin thành thật cảm ơn. Xin mời cha Phêrô phát biểu ý kiến. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta có một cái dịp gặp gỡ như thế này thì chúng ta cũng không có nghĩ phải nghĩ như thế nào cho nó tốt hơn bằng cái việc làm tốt nhất là chúng ta an táng hay là chúng ta đưa ông Thê về lòng đất mẹ cho nó tốt lành. Điều đó là điều chúng ta mong mỏi nhất và chắc có lẽ điều đó cũng là điều gia đình mong mỏi nhất đó nè. Nếu như tụi con ở trong gia đình của anh Thê thấy vui không, ít nhất là người thân mình có một chỗ, một nơi yên nghỉ nha. Thế thì trước tiên chúng con xin kính chào thầy, kính chào hai thầy đang có mặt ở đây, xin kính chào anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ cũng như tất cả anh chị em đang có mặt ở đây. Thì như hồi nãy ông chủ tịch có nói đó, đất thánh này là đất thánh chung, thánh do cha kết hợp với hội đỏ để lập nên một cái đất thánh làm cái nơi yên nghỉ cho những ai không có điều kiện vô đây. Vậy thì nơi này không phân biệt tôn giáo, cũng không phân biệt dân tộc, màu da, xứ tộc, tín ngưỡng. Ví dụ như mình ở xứ mình thì có người Khmer rồi người Việt, có hai loại người thôi, thì ai nằm trong này cũng được. Và ai không có nơi yên nghỉ sau cùng cứ vô đây. Và nơi này nó có một cái dịp, nó có một cái cơ hội cho người yên nghỉ cuối cùng là không phải xây mồ mả. Nơi này sẽ xây mồ, xây mã cho luôn. Cho nên điều đầu tiên là chăm mừng cho Thê đã có được một cái dịp nằm ở đây. Rồi sau này ta cũng sẽ xây một cái bàn thờ để người thân của anh Thê đến đây
đốt nhang cho anh Tha, cầu nguyện cho anh Tha bảo mộ hay là quét mộ vân vân, thì cũng có nơi đọc kinh thờ phượng cho anh Tha. Hôm nay thì cha không làm kịp cái nơi cái bàn thờ cho anh Tha ở trên bàn thờ, thì hy vọng là người qua đời đợt sau cha sẽ làm kịp cái bàn thờ để cho người đó người ta có cơ hội ở trên bàn thờ nói chuyện với người ta. Chúng thưa quý thầy, chúng con ở đây, chúng con cùng với Hội Chữ Thập Đỏ thành lập cái nơi yên nghỉ cuối cùng này nhằm mục đích là chúng con tạo điều kiện cho những ai không có điều kiện sau cùng về đây yên nghỉ. Thì hôm nay anh Nguyễn Văn Tha là người đầu tiên trên mảnh đất này đã được về đây yên nghỉ. Chúng con rất là vui mừng hân hoan. Tuy mặc dù chúng con là đạo Công giáo nhưng chúng con vẫn thương những người này như là đạo Công giáo vậy. Chứ chúng con không bao giờ có một cái ý nghĩ là đạo khác. Vậy thì chúng con nói hết những gì chúng con nói xong rồi cái nghi thức cuối cùng mà cho ông nhập vào lòng đất thì để lại phần đó cho thầy. Thầy sẽ làm các Phật sự cho ông để ông nhập vào lòng đất nơi ông nghỉ cuối cùng. Kính thưa anh Tha, khi anh còn sống thì cha không có biết anh, nhưng mà hôm nay anh chết rồi thì cha biết anh, thì chắc anh cũng biết cha luôn. Thôi thì anh trở về nơi này, cha cũng chúc mừng anh và cha sẽ cầu nguyện cho anh ngay trong giây phút này với cái niềm tin của cha, rồi chút nữa thì niềm tin của anh sẽ có sư thầy cầu nguyện cho anh, sẽ có sư thầy tụng kinh cho anh. Thì cuối cùng thì cha cảm ơn tất cả mọi người. Tại sao cha phải cảm ơn mọi người? Là bởi vì cha thấy mọi người, ngoài những người thân của anh Tha ra, thì mọi người này còn có tình thương với anh Tha. Cha mong rằng những người sau này mà chết như anh Tha cũng đến đưa người đó đến đây. Điều đó là điều cha đáng mừng. Ví dụ như hôm nay mà cha đến đây làm nghi thức an táng cho anh Tha mà có 3-4 người thân trong gia đình thì buồn. Nhưng mà những người này không phải là trong dòng quý tộc mà dẫn đến đây đưa anh Tha, đây là điều mà cha đáng mừng vô cùng. Và nhất là cha mừng cho anh Tám, chủ tịch Chữ Thập Đỏ đã làm được những cái chuyện hết sức là tốt lành cho quê hương, cho xóm đạo, cho xóm chùa, cho xứ đạo của mình, cho niềm tin của mình. Thì cha cũng nhắn gửi rằng tất cả những ai mà hôm nay tham dự nghi thức này mà nếu sau này mình có người thân qua đời mà không có nơi nghỉ thì cha mời về đây. Cha mời về đây để có nơi yên nghỉ sau cùng cho tốt lành, để sau này mình về thăm mồ mả ông bà của mình nó dễ dàng lắm. Còn nếu mình không đưa về đây, mình chôn chỗ khác thì không biết là nó có sự cố, mình sợ. Và nơi này là nơi an toàn cho người đã qua đời. Cuối cùng thì cha là linh mục bên Công giáo, thì cũng có một vài người Công giáo của cha đi đến đây. Thì cha sẽ cố gắng cầu nguyện cho ông. Và ngay bây giờ cha sẽ cầu nguyện cho ông trước khi ông nhập vào lòng đất nhé. Còn những người không niềm tin với cha thì đọc kinh cũng được, không cũng sao nha. Nhưng mà nếu đọc cho ông thì vẫn tốt hơn nha. Thì những ai mà đạo Công giáo thì xin mời quỳ xuống đọc kinh với cha nha. Duyên danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Là Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng nước Cha thì đến như Cha như nguyện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày và tha nợ chúng con. Kể con nợ chúng con, xin cho để chúng con sẽ trước tham dự những tu chúng con. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Phan Phong Siêu Pilato chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và tan xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau bể trời lại xuống phán xét kẻ sống và chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn người anh em mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.
từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa Chúa, từ vực sâu thương đau con đời công Chúa nhầm lời, nhiều Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu, nhưng Cha phan hồng thứ tha, thiên muôn dân luôn tình thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhầm lời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Gia La Gia Rô, Cha xin hãy lau sạch nương mặt chúng con. Đức bà phù hộ các giáo hữu, Đức bà phù hộ các giáo hữu, nữ dương bình an. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cha xin cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho anh Theo. Giờ đây Cha nhường lời lại cho sư thầy. Xin sư thầy làm nghi thức sau cùng cho. Chiếu nãy không có đem theo. Mô hình bánh cây bồ đề tay.
chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhậm tỳ lư qua tạng giới ca trung vô sư bân siêu đừng tay bân tay thấy diệu cực pháp văn trần bất nhiễm trần quảng tạng tự chỉ nguyên từ nội ngoại đang định tạng tràng thành lễ nhập ra cầu kiến với bạn như thành tịnh cầu có gì đạo nội ngoại trung gian vô cực quế thánh phạm vô hiện thông thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thị từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời yêu Chúa chấp tội Chúa ơi nào ai đứng vững thành thơi nhưng cha quan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ từ vực sâu sống thương đau con đợi trông Chúa nhận lời con luôn trông cậy Chúa con hồn con tha thiết cậy tin con luôn trông cậy Chúa con vững tâm tin lời đoan nguyện từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa Chúa nhận lời hơn quân canh đợi ánh sương hồn con trông Chúa